Thấy Linh à, giúp tớ với. Cậu định làm gì thế? Linh vác cái tivi này ra để vẽ đây. Hả? Vẽ tivi á? Uầy, một pha xử lý công cành ở đây chứ đâu nữa. Sao cậu không ra lời dạy mang vào đây vẽ luôn đi? Đây là bà già chứ. Em ơi, em nhìn này ảnh mẫu đó là một chị hàng rất là xinh và rất là trẻ luôn. Thế nhưng đỡ bằng được Khánh Linh. Đây là chị Hằng của năm 70 tuổi đây em ạ. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mình đang đi đến nhà gia bảo này. Hôm nay mọi người hẹn đến nhà gia bảo để quay video đấy. Ơ, mọi người đâu hết rồi nhở? Trời ơi, mấy đứa hùa nhỏ thì bắt nạt chị à? Bắt nạt đâu, chúng tớ chỉ định trêu cậu tí thôi mà. Mà này, hôm nay chúng mình sẽ quay video gì vậy? Quay video gì thì phải hỏi chị ớt đó. Chào chị à. Chào các bạn. Xin chào các em. Các em ơi, ngày hôm nay chị sẽ cho các em làm một thử thách hoàn toàn mới. Đó chính là thử thách người cuối cùng ngừng ăn chanh. Không phải, người cuối cùng uống trà sữa. Người cuối cùng ăn đùi gà đi, ăn đùi gà núi ngon. Ăn bim bim đi chị. Hay là người cuối cùng ăn đồ ăn màu trắng đi chị. Không đâu, hôm nay chúng mình không làm thử thách đồ ăn mà chỉ là thử thách người cuối cùng ngừng vẽ. Wow. Em biết không, với những video mà chúng mình làm thử thách làm họa sĩ, chị thấy rằng được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích, cho nên chị quyết định ngày hôm nay chúng mình sẽ làm tiếp một thử thách về vẽ đó các em ạ. Và ngày hôm nay người cuối cùng ngừng vẽ sẽ là người chiến thắng và sẽ nhận được phần thưởng là 200.000 đồng. Wow. Mỗi lần được thưởng như thế này cũng giống như mình đi học được điểm 10, sau đó bố mẹ thưởng đó các bạn ạ. Yeah. Nếu như em được giải, em sẽ đúc lại. Khi nào vào năm học mới, em sẽ mua quần áo đẹp. Còn em, nếu em được giải, em sẽ về đưa cho mẹ. Wow, các bạn nhỏ của chúng mình đều là những bạn rất ngoan đó các em ạ. Nhưng mà chị ơi, hôm nay chị sẽ cho chúng em vẽ gì vậy ạ? À, ngày hôm nay để tìm ra người thắng cuộc, chúng mình sẽ trải qua 2 vòng thi đấy các em. Bây giờ chúng mình sẽ đến luôn với vòng thi đầu tiên nhá. Vâng ạ. Vòng thi đầu tiên. Nhưng mà chị vẫn chưa nói là vẽ gì đâu ạ. Vòng thi đầu tiên, các em sẽ chạy quanh nhà và tìm được món đồ vật bất kỳ, có thể là đồ dùng hoặc đồ chơi. Sau đó các em sẽ vẽ lại. Ai mà nhận được combo vẽ xấu và không giống nhất thì sẽ bị loại. À quên, 3 người nhận được combo đó sẽ bị loại các em ạ. À, tức là vòng đầu tiên chị sẽ loại luôn 3 người vẽ xấu nhất nhá. Ai là người vẽ xấu nhất nhỉ? Dự đoán luôn đúng không? Các em có nhất trí với luật chơi này không nhỉ? Vậy thì đứng lên mà chơi đây nào. Bảo, sao anh cứ như điên trộm ấy? Không phải điên trộm, anh phải tìm xem có món gì vừa độc vừa lạ không, mà còn phải dễ vẽ nữa. À, cái rồi. Yeah. Cái cốc. Cái này đủ tiêu chí mà mình đưa ra luôn. Cái này mà độc và lạ á, có lẽ ba cũng vẽ được đấy ra bảo ạ. Không nữa. Các bạn nhớ lên ba thôi, các bạn có biết vẽ cái cốc này không? Có à? Vậy thôi, mình vẽ cái khác vì mình 9 tuổi rồi mà. Anh ra bảo vẽ thì mình vẽ. Yeah. Thấy Linh à, giúp tớ với. Cậu định làm gì thế? Mình vác cái tivi này ra để vẽ đây. Hả? Vẽ tivi à? Đúng. Uầy, một pha xử lý công cành ở đây chứ đâu nữa. Sao cậu không ra lời dạy mang vào đây vẽ luôn đi? Ừ, thank you cậu nhá. Hà Anh định vẽ cái tivi đen xì thế này á? Mày thua chắc rồi. Tớ chỉ trêu cậu thôi, chứ món đồ tớ vẽ là cái khác cơ. Nhưng mà bí mật. Ở trên cái giá này có rất nhiều đồ, mình nên vẽ cái mâm hay là cái cơm này nhở? Ở dưới này thì có cái bát, cái muôi, cái đĩa. Uầy, nhiều đồ thật. Nhưng mà những món đồ này dễ quá, mình không vẽ đâu. Mình là phải vẽ những món đồ khó cơ. Các bạn ơi, đi xuống bếp
mình phát hiện ra một bí mật, đó là dưới bếp nhà mình có rất nhiều đồ luôn. Vậy cái này ổn không nhỉ? Hay là vậy cái này nó bị sóng, hay là lồ cơm điện, các bạn chọn đi. Hay là vệ chai nước mắm đang dở rồi nhỉ? Cái tờ giấy này của mình có mỗi 2 găng tay, mà cái mình này nhiều găng tay quá, làm sao mà vừa được nhỉ? Càng này khó quá. Thôi bỏ qua, đi tìm cái khác. Trong này có rất là nhiều món đồ, mình sẽ tìm một món đồ đẹp nhất và dễ vẽ nhất. Không có quá, đừng khó quá. Cái nào nhỉ? À, cây xương rồng. Mình vẽ không á? Mình vẽ gà. Nếu mình vẽ quả bóng này, các bạn nghĩ mình có thể thắng được không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì nó quá đơn giản. Chỉ cần vẽ hình tròn và tô màu xanh vào là xong. Mà mình thì không thích thua cuộc, cho nên mình sẽ không vẽ quả bóng, mà mình sẽ vẽ hồ bút. Tìm mãi vẫn không có món đồ gì để vẽ các bạn ạ. Khăn nước quá, uống nước đã. Tìm thấy thôi, đẹp chưa? Đây chỉ là tác phẩm dự thi của mình. Và đây là những món đồ mà chúng mình sẽ vẽ này. Em ơi, cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ chạy khắp nhà thì 5 bạn cũng đã chọn được món đồ cần vẽ rồi này. Nhìn sơ qua những món đồ này cũng rất đẹp luôn, nhưng không biết khi các bạn vẽ vào giấy thì nó có đẹp nữa không? Chúng mình cùng chờ đón xem nhá. Tìm 3 tiếng nhưng mà chúng mình chỉ có 15 phút để vẽ thôi. 15 phút bắt đầu. Mình sẽ vẽ nhiều hơn gà nha. Cái hộp bút này của mình chỉ việc đặt vào đâu rồi vẽ là xong. Không hiểu sao mình cũng đặt vào vẽ mà lại vẽ to hơn các bạn ạ. Cao thủ vẽ như mình chỉ cần nhìn thôi, cần gì phải đo. Cứ tưởng dễ các bạn ạ, mà sao khó thế. Em ơi, cuộc thi vẽ ngày hôm nay các thí sinh của chúng mình với đủ các lứa tuổi khác nhau rồi các em ạ. Như em Minh Khôi là nhỏ nhất, 4 tuổi rưỡi. Minh Khoa là 7 tuổi, Gia Bảo 9 tuổi. Trong khi Khánh Linh và Hà Anh là 13 tuổi, đúng rồi. Gấp mấy lần tuổi của Minh Khôi luôn đấy các em ạ. Hơn Minh Khôi tận 8 tuổi mà vẽ xấu hơn Minh Khôi, xấu hổ lắm Khánh Linh ạ. Cố lên, đúng rồi, cố lên. Làm sao mà chẳng nhập được. Vậy trong lòng mình chê tô màu. Hả? Nhanh vậy. Mẹ thôi, mẹ thôi, không phải thua Minh Khôi được. Đúng thế. Quá anh. Ủa em. Anh nhìn thấy trước mà. Nhưng mà em nhìn thấy trước. Quá anh. Quá anh. Xong rồi. Ôm vòng mà. Đặc biệt ôm Minh Khôi. Dạ rồi. Đúng rồi, con đá. Em ơi, vậy là 5 bạn nhỏ của chúng mình đã hoàn thành xong phần thi rồi này. Giờ chị sẽ xem từng tác phẩm một và chấm điểm nha. Yeah. Đây là bức vẽ đồng hồ Doraemon. Và đây là đồng hồ mẫu. Wow, các em ơi, đây là 2 chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ mẫu và một chiếc đồng hồ trong bức tranh luôn này. Nhưng mà chị phát hiện ra được một điều, đó là chiếc đồng hồ ở trong bức tranh này giống y hệt luôn là đồng hồ mẫu luôn các em ạ. Các em ơi, chiếc đồng hồ mà Khánh Linh vẽ giống đến từng chi tiết luôn các em ạ. Có 2 cái mắt ở trên này, phía bên trái là có hình chú Doraemon, có cả cầu vồng này, có cả 3 đám mây. Ôi, vẽ chú Doraemon cũng rất là đúng luôn. Trâu này không nhắm. À đúng rồi, hơi sai một chút là cái mắt của chú Doraemon không nhắm đúng không? 2 mắt đều mở, phải mỗi một chi tiết nhỏ thôi các em ạ. Còn đâu thì rất là giống luôn, không thể chê được ở một điểm gì cả. Chúc mừng Khánh Linh nha.
Vâng ạ. Đây là vật mẫu, còn đây là bức tranh của em. Của Minh Khoa, đó là một món đồ chơi xương rồng biết hát đúng không? Vâng ạ, không biết nói theo nữa. Đúng rồi, đâu Minh Khoa đặt xuống ạ, đặt xuống bàn và giơ tác phẩm lên để chị xem nào. Đây các em ơi, đây là vật mẫu và đây là tác phẩm của Minh Khoa này. Một chú xương rồng biết nhảy đang uốn éo cái người. Chú xương rồng này có hai cái mắt tròn xe màu trắng ở phía trên, hai bên là hai cái tay đúng không Minh Khoa? Vâng ạ. Và phía dưới là một cái hộp để đựng này. Wow, cũng rất là đẹp luôn. Có vẻ như chú xương rồng của Minh Khoa hơi ngắn hơn vật mẫu một chút. Chúc mừng Minh Khoa đã hoàn thành phần thi của mình nhá. Vâng ạ. Các bạn ơi, đây là con gà mẫu, còn đây là tác phẩm của Minh Khôi. Minh Khôi vẽ gì đây? Gà. Gà của Minh Khôi đây hả? Vâng. Sao Minh Khôi không tô màu hết thế này? Đâu, dơ ra chị xem nào. Đây các em ơi, tác phẩm của Minh Khôi, gà của Minh Khôi này. Gà của Minh Khôi có thời gian vẽ cả bông hoa với cả cái gì đây? Cây. Mà không có thời gian tô màu hết. Đây, trong khi là vật mẫu của chúng mình là một chú gà con rất đáng yêu này. Chú gà của Minh Khôi như chú gà yêu tình ấy. Đó là nhận xét của Minh Khoa. Còn các em nhìn xem chú gà mà Minh Khôi vẽ có giống không? Các em nhớ để lại bình luận cho chị biết nha. Đây là vật mẫu và đây là bức tranh của mình. Vật mẫu của Gia Bảo đó là một bình nước rất là cute phô mai que luôn các em ạ. Các em nhìn xem Gia Bảo vẽ có giống không? Phía trên là một cái nắp màu xanh. Đôi mắt rất xinh luôn này. Ôi, đang chu mỏ luôn. Phía dưới là cái lắc diềm màu vàng. Phía dưới bình là một hình chú khủng long. Hơi béo. Gia Bảo vừa nói là cái gì béo nhở? Bình nước béo hay là chú khủng long béo? Em thấy chú khủng long hơi béo. Chị thấy bình nước của Gia Bảo cũng hơi mập hơn so với cái bình nước mẫu đấy. Các em ơi, các em thấy cái bình nước của Gia Bảo có giống không? Các em chấm cho Gia Bảo mấy điểm? Nhớ chấm vào phía dưới bình luận cho chị nha. Phần thi cuối cùng là của mình. Một chiếc hộp bút. Chiếc hộp bút của Hà Anh có màu xanh. Ở giữa là có hình một chú gì đây? Chú mèo ạ. Một chú mèo. Wow. Hà Anh cũng vẽ rất giống luôn các em ạ. Yeah. Nhưng mà tại sao cái chữ ở hộp bút màu trắng mà Hà Anh lại viết chữ màu đen ý nhở? Tại vì không có màu trắng tô lên thì em vẽ màu đen cho nó nổi ạ. À đúng rồi, nếu như chúng mình vẽ màu trắng thì nó sẽ không nổi được đúng không? Đây, Hà Anh cũng vẽ rất chuẩn từng cái nét ngang, nét dọc. Từ cái hình chú mèo cho đến những chữ luôn các em ạ. Từng viên cũng rất là giống luôn và cũng rất là đẹp luôn. Wow, chúc mừng Hà Anh nha. Vâng ạ. Các em ơi, sau 5 phút hội ý của ban giám khảo thì ban giám khảo đã đưa ra được quyết định rồi. Và điểm số của các thí sinh đó chính là, bắt đầu từ Khánh Linh. Khánh Linh 10 điểm. Yeah. Minh Khôi 11 điểm. Bao nhiêu điểm nhỉ? 8 điểm ạ. Của em 9 điểm. Yeah. 10 điểm. Em ơi, số điểm của Minh Khôi là số điểm chấm vui thôi. Tại vì bức tranh của Minh Khôi vẫn chưa hoàn thiện các em ạ. Như vậy sau khi nghe điểm của các bạn rồi, các em đã biết hai người lọt vào vòng chung kết là ai rồi đúng không nào? Đó chính là Khánh Linh và Anh. Các em ơi, mặc dù Gia Bảo, Minh Khoa và Minh Khôi không thắng cuộc ở vòng thi đầu tiên, nhưng mà các em ấy cũng đã vẽ rất đẹp đúng không nào? Yeah. Và bây giờ chúng mình cùng chờ đón xem vòng thi thứ hai chúng mình sẽ vẽ gì nhá. Vâng ạ. Các bạn ơi, ở vòng thứ hai này, đề bài của chúng mình là vẽ một YouTuber. Yeah. Em ơi, ở vòng thi cuối cùng này, Khánh Linh và Hà Anh sẽ phải chọn bức tranh của một nhân vật YouTuber nổi tiếng. Wow. Ở đây thì có tất cả là mấy nhỉ? 9. 9 bức tranh và bây giờ chúng mình sẽ chọn ngẫu nhiên nha. Mời Hà Anh chọn trước. Giờ lên xem ai. Chị Trâu. Thơ Nguyễn này. Còn Khánh Linh. Cái này nhỉ? Đâu, giờ lên xem ạ. Wow, đây là ai nhỉ? Chị Hằng trong BBTV. Em ơi, vậy là Khánh Linh và Hà Anh đã chọn được hai nhân vật mà mình cần vẽ rồi này. Yeah. Bây giờ chúng mình cùng xem ở phía dưới này là những ai nữa nha. Ôi, Minh Khoa. Bạn Hú này. Ờ, chị Thương Nguyễn. Em Xanh. Wow, chị Hậu Hoàng. Ôi, Phương Hữu Dương.
bài ở vòng thi này hấp dẫn thật các bạn ạ. Toàn là các nhân vật mà chúng mình thích thôi. Giá như được chọn lại thì có khi mình sẽ chọn được Minh Khoa, vì mình thích vẽ Minh Khoa lắm luôn. Các bạn ơi, các bạn cùng chờ đón xem chúng mình vẽ chị Thơ Quách và chị Hằng trong BBTV, xem ai vẽ đẹp và vẽ giống hơn nhá. Các bạn dự đoán như thế nào nhớ bình chọn cho mình nhá. Cả mình nữa. Hai chị có thấy hồi hộp không? Có. Đã chuẩn bị đầy đủ giấy và bút chưa nhở? Rồi ạ. Vậy thì vòng thi chung kết của chúng mình bắt đầu. Mình sẽ vẽ khuôn mặt của chị Thơ Nguyễn trước. Mình đã phác thảo xong khuôn mặt rồi này. Tiếp theo sẽ là mái tóc. Mình chưa bao giờ vẽ nhân vật thật như thế này bao giờ các bạn ạ. Thực sự là quá khó luôn. Chị Thơ Nguyễn ơi, em mà có vẽ giống hay vẽ không giống thì chị cũng đừng có giận em nhá. Sắp xong rồi đấy. Tớ cũng thế. Chúng mình xong rồi này. Nhanh chân chưa? Vậy là ra bảo với Minh Khoa, chị đợi chị Hà Anh và chị Khánh Linh vẽ xong là xông vào ngay lập tức để chấm điểm này. Và bây giờ chúng mình cùng xem chị Thơ Nguyễn và chị Hằng của BBTV ai sẽ là người chiến thắng nhá. Phần nhận xét này chị sẽ nhường cho Gia Bảo và Minh Khoa nhá. Mời hai giám khảo nhận xét. Có chuyện gì mà Gia Bảo cười mãi từ nãy đến giờ đấy? Gia Bảo cười như gì sai Bảo? Sai. Đâu, giơ lên chị xem nào. Đây là bà già chứ. Em ơi, thế nhìn này, ảnh mẫu đó là một chị Hằng rất là xinh và rất là trẻ luôn. Thế nhiều đơn vào một Khánh Linh. Đây là chị Hằng của năm, chắc là năm 70 tuổi các em ạ. Đúng không nhở? Đúng không Minh Khoa? Đây là chị Hằng phiên bản năm 70 tuổi, còn đây là chị Hằng phiên bản 20 tuổi à? Có hai giám khảo có nhận ra điều gì đúng không? Đây trong đây cười và xong đây lên nhẹ răng rồi. Nhẹ răng cười mà. Các em ơi, các em chấm cho Khánh Linh mấy điểm? Minh Khoa ra bảo chấm mấy điểm? Chấm 8 điểm. Ra bảo chấm đi 8 hoặc 9 điểm. 1, chỉ được lựa chọn 1 thôi. Mấy điểm? Em cũng chấm 8. 2 điểm 8 dành cho Khánh Linh. Đây là chị Thu Nguyễn trên mạng. Còn đây là chị Thu Nguyễn của mình. Tiếp tục hai thánh soi. Làm việc nào. Nhìn đi. Đây, hai chị Thơ Nguyễn này, chị quay gần cho các em xem nhá. Tóc màu đen này, cái kính lọng kính màu cam này, cái miệng thì chu mỏ và giơ tay chào này. Ôi, khá giống luôn các em ạ. Giống không Gia Bảo Minh Khoa? Em một chẳng nghĩ ra là cái gì. Chị Thơ Nguyễn này có phải là phiên bản già hơn chị Thơ Nguyễn nâng ngoài đời thực không, hay là cũng trẻ như thế? Nhưng bây giờ già. Nhưng mà chưa bằng chị Khánh Linh đúng không? Đâu, phát hiện ra điều gì để bắt lỗi không? Em chẳng phát hiện ra điều gì. Khá giống đúng không các em? Em thấy chỉ hơi già già tí. Còn nét mặt này, cánh tay, cái quần, cái áo, rồi đến cách chu miệng đều rất là giống luôn. Giờ sẽ là giây phút quan trọng nhất. Mời hai giám khảo chấm điểm cho tác phẩm của hai anh. Mấy em chấm 9. Wow, mấy em chấm 10. Chúng mình cùng nhìn lại hai tác phẩm của Khánh Linh và Hà Anh. Và theo các em thì hai giám khảo Gia Bảo và Minh Khoa của chúng mình đã chấm điểm đúng chưa? Nhớ để lại bình luận phía dưới cho chị biết nữa nha. Và theo như kết quả của hai giám khảo chấm thì tổng điểm của Khánh Linh là 16 điểm và điểm của Hà Anh là 19 điểm. Như vậy phần thắng thuộc về Hà Anh. Xin chúc mừng. Đây là phần thưởng của mình này. Giờ mình mang về cho mẹ Đúc Lan thôi. Chào các bạn đã chứ. Vui cái lên mình quên mất. Các em ơi, vậy là thử thách người cuối cùng ngừng vẽ đến đây là hết rồi. Nếu như video này nhanh chóng đạt được 1 triệu view thì chị sẽ làm thêm nhiều thử thách để tìm ra người cuối cùng giỏi nhất như thế này nữa nha. Nếu như các em thích video này thì hãy xem thật nhiều để ủng hộ cho bọn chị nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các em.